Chào cả nhà, hôm nay mình đi qua bên cái nhà mình, bên Long An mình thăm nhà của mình cả nhà. Về quê mình thăm nhà, mình thấy cây mai của mình hồi Tết nó không có ra bông, bây giờ tự nhiên nó ra bông quá chừng bông luôn cả nhà, quá chừng bông luôn. Cái này Tết mình lặt lá là rất là đẹp luôn, quá chừng bông luôn rồi cả nhà, bông to to không. Này thì Tết là ngon luôn, mà năm nay mà giờ qua Tết hàng mấy tháng rồi mà nó mới ra bông nè. Cây mai này nè giờ là rất là đẹp, mà không trúng ngay Tết luôn, qua Tết rồi mới ra bông cả nhà. Này, nhánh nào cũng quá chừng luôn, nhánh nào cũng bông nhiều nhiều hết trơn cả nhà, quá chừng bông. Để mình đi, nãy giờ mình đi có đi thu hoạch sầu đâu với xoài với dưa với sambuche, đủ trái hết, đủ thứ trái hết cả nhà. Bên vườn mình trồng rất là nhiều trái. Đây, cái này là dưa leo nè cả nhà, dưa leo non. Bây giờ mình đi thu hoạch đó cả nhà. Cái này là xoài, này là sambuche nổi mặn cả nhà, rồi là sầu đâu nữa, sầu đâu rất là ngon cả nhà. Đây là dâu, nhà mình trồng mỗi thứ một hai cây đủ loại trái hết cả nhà. Giờ mời cả nhà đi hái cà na với mình cả nhà. Nãy mình đi thu xoài mình thấy cà na trái nhiều quá nó cũng bỏ uổng, giờ bây giờ mình đi hái cả nhà, mà cả nhà cũng đi với mình. Dưa dưa non ngon quá cả nhà. Hôm đó mình có hái cà na xong rồi cái sau nay nó ra nữa, sao trái ra liên tục luôn cả nhà. Bây giờ mình đi hái tiếp. Đây cây sabo cái nhà nãy mình mới thu hoạch rồi, vẫn còn một ít trái. Đây có cây cóc, tỏi nãy mình hái đây nè cả nhà. Giờ mình lên mình hái cà na nhiều trái quá. Để mình bắt thang mình leo lên mình hái cả nhà, mà cái nhà cũng hái cà na với mình. Wow, cà na nhiều trái quá, rất là nhiều trái không ăn á, chính nó rụng xuống đất mình thấy ủng á nên mình hái cả nhà. Hái gì mình không ăn cái mình cho người ta mình làm quà, rất là nhiều trái cà na này. Về cái mình ngâm muối đường ăn cũng rất là ngon cả nhà. Cái này mình hái được đầy một gỗ này luôn á, nhiều quá, nhiều trái lắm cả nhà. Mà chiều mà hơi nắng, chiều mà còn rất là nắng cả nhà. Ồ, hôm nay trái nhiều quá, mình cứ hái ra liên tục trái luôn, nó có quanh năm luôn, quá nhiều, mê quá. Này mình trồng ở đây chỉ có một cây cà na thôi mà trái quá trời trái. Thơm, chín nó thơm, cà na chín nó thơm quá, thơm một cà na. Quá trời cà na. Leo lên đây cao hơn miếng nữa, quá nhiều. Ồ, cái này càng cao trái càng bự, leo càng cao trái càng bự cả nhà. Ủa, cái này trái quá nhiều, quá trời trái. Nhà có ăn cà na thì liên hệ với mình sẽ mời cả nhà cùng ăn cà na. Mê quá.
nó sẽ trái. Nửa gỗ rồi. Hai nãy giờ chừng 5 phút mà nửa gỗ rồi. Kia có tổ chim mà nó bay đi rồi, bữa mình quay clip có hai con chim đó cả nhà, nay nó lớn nó bay đi rồi, giờ nó bay vòng vòng mình, nó bay kêu chết chết. Ồ cái nhánh bên này trái nhiều quá, để mình xuống, mình xuống mình quay cái thang qua bên nhánh bên kia, mình hái một lần nữa là sẽ đầy cái gỗ luôn cả nhà, để mình chuyển cái thang qua hướng bên kia, nãy giờ được như đây rồi cả nhà. Ồ cái này nhiều trái quá nè. Mình chuyển hướng qua bên đây. Ồ, nhiều trái quá. Đánh nhiều trái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thái này giờ người ta trồng nhiều để người ta bán, người ta làm kinh tế. Còn mình thì mình trồng ít, mình trồng có một cây để mình ăn chơi thôi. Ồ, nhiều quá. Cả nhà nguyên một nhánh luôn cả nhà, quá nhiều. Để mình thảy xuống đất đi một chút, chút xuống mình hái cao cả nhà. Cái này nó cao quá, nó cao quá nên mình không có thể hái được từ trái. Hái mình thảy xuống, chút mình xuống dưới mình lượm hái từ trái sao. Nhánh nào cho nó chịu quả. Quá chịu quả luôn cả nhà. Cái to to không. Ủa. Rụng rồi, rụng tẩm tẩm luôn cả nhà. Rụng xuống ao á. Trái rồi, không biết hái trái nào. Như đây rất đủ rồi cả nhà ơi, nhiều quá rồi, hái nhiều quá cũng không ăn nên mình hái chỉ hái nhiêu đây thôi. Xuống cả nhà ơi, nhiều quá nhiều rồi, mình tạm thu hoạch nhiêu đây được rồi. Bây giờ mình sẽ lượm những trái mà mình được xuống hồi nãy cả nhà. Đây nhiều trái nè cả nhà, thấy nhiều trái ghê không. Đây rất là nhiều trái xinh xê. Wow, quá nhiều trái xinh xê luôn cả nhà.
Wow. Trái to to không có nhờ. Quá to. Wow. Đây là thành quả của mình. Đây là thành quả của mình nè cả nhà. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn cả nhà vào video ngày mai. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Hẹn cả nhà vào clip sau. Xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà.